Xin chào các bạn. Tôi lại quay lại. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn một cái kinh nghiệm như sau. Đấy là trong quá trình làm việc, khi các bạn làm với những cái file Mac này thì các bạn thường hay băn khoăn về cái việc là cái dung lượng của file và cái số mà poly trong cái file này nó là bao nhiêu, hay là nó thì nó nhẹ, nó bao nhiêu thì nó ren được, kiểu kiểu như vậy. Rất nhiều những cái vấn đề liên quan đến cái việc dung lượng của file. Thì chia sẻ các bạn một thủ thuật như sau. Các bạn thấy ở đây file của tôi là hơn 10 triệu poly đúng không? Bây giờ nhá, tôi kiểm tra dung lượng của file này. Bây giờ tôi bằng cách là tôi xây file này ra ngoài desktop, xây S này, tôi đưa ra desktop này. Đấy, tôi sẽ đưa vào cái mục resize này. Tôi lưu là 04 chẳng hạn. Đấy. Ok. Các bạn có thể lưu xuống cái version mắc thấp hơn chẳng hạn. Save này. Ok. Bây giờ tôi ra tôi kiểm tra dung lượng file của tôi. Đấy. Resize. 151 MB. Khá là nặng đúng không? Đấy. 151 MB. Với dung lượng này thì xem. Bây giờ RAM của tôi nó đang mất khoảng 2 GB cho cái Mac này. Đấy, có thể là nó hơn. Nó còn tùy vào cái độ phức tạp của file này. Thì như đây các bạn thấy này. File này là tôi không có exe gì cả, tôi vẽ liền vào đây. Lúc đầu thì có exe nhưng mà về sau máy của tôi có virus nên là tôi sợ mất đường dẫn, sợ lỗi file, tôi lại không exe nữa, tôi đưa tất vào một file. Cho nên nó mới nặng như vậy. Tôi làm nhẹ cái file này như sau. Không cần một cái gì cả. Tôi cứ vào customize, tôi chọn là preference này. Tôi chọn mục file. Tôi chỉ kích hoạt tính năng compress onset. Duy nhất cái này thôi. Tôi chọn ok. Thấy chưa? Vẫn là file này, này. Và ban đầu của nó nha. Các bạn đã biết là nó là 151 file. À 151 MB. Bây giờ tôi lưu lại. Sau đó tôi chờ tí tôi sẽ kiểm tra dung lượng file này. Các bạn sẽ thấy bất ngờ luôn. Một cái sự kinh ngạc. Đấy. Các bạn sẽ thấy nó chưa lưu xong. Ok. Xong rồi. Chỉ còn có 3 MB thôi. Đúng không? Thật không thể tin nổi. Giống như anh Quảng nói đúng không? Đấy là một cái cách để các bạn lưu file nhẹ hơn. Và các bạn thấy là file của tôi 10 triệu poly mà nó chỉ có bằng đấy dung lượng thôi thì nó nói chung là nó cũng khá nhẹ. Tương đối nhẹ. Ok. Nếu các bạn có một cái thủ thuật, một cái câu hỏi nào đó các bạn muốn chia sẻ, các bạn có thể lên trên Facebook các bạn hỏi qua cái trang của tôi, hoặc trên YouTube các bạn cứ hỏi những cái thắc mắc này thì sẽ có người trả lời. Hẹn gặp các bạn trong những bài tiếp theo. Xin chào bạn.